Xin chào cả nhà. Đang tìm cho phần mềm nào xinh xinh hơn một chút nè. Đã có ai lên mạng chưa ạ? Hello, xin chào Tạ Thu Hương. Chào cả nhà. Hôm nay lại tranh thủ phải vào trong phòng vệ sinh để livestream với mọi người đấy. Chào Kim Huệ. Hello em. Ta lại thấy con gái ở ngoài khóc rồi. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục chờ tri ân tặng quà cho cả nhà nhé. Để mọi người cùng thử dùng sản phẩm xem là như một món quà Hương dành tặng mọi người. Mọi người thử dùng sản phẩm xem có tốt không. Nếu mà tốt thì mọi người sẽ lại tiếp tục mua. Và trong cái livestream này nếu mà ai mua thì sẽ được giảm giá về sản phẩm. Cứ mỗi buổi tối thì mọi người biết là thói quen thường xuyên của Hương đó là chăm sóc da. Đây, nước hoa hồng nha cả nhà. Nước hoa hồng này. Hôm nay sẽ lại tri ân tặng quà cả nhà nhé. Và sản phẩm tặng quà ngày hôm nay sẽ là 10 hộp collagen cho 10 bạn đoán trúng. Hai số cuối cùng một tờ tiền này nha mọi người, tôi sẽ để tiền ở đây này. Hai số các bạn đoán hai số cuối cùng, trúng hai số cuối cùng của tờ tiền này thì Hương sẽ tặng cho 10 bạn cái sản phẩm siêu chất lượng collagen nghệ nano của bên Hương. Và tí nữa Hương sẽ chia sẻ với mọi người là lý do vì sao mà Hương ra mắt dòng sản phẩm này là theo cái câu chuyện của Hương luôn nhé mọi người nhé. Thì mọi người cùng xem và cùng share livestream này và cùng Hương đoán hai số cuối cùng của tờ tiền này. Hương sẽ tặng quà cho 10 bạn. Đó chính là một hộp nghệ collagen này mọi người nha. Đó, bắt đầu Tạ Thu Hương đã đoán rồi nè. Thì Hương sẽ chia sẻ với mọi người là lý do vì sao Hương đã từng dùng Hương cho ra mắt dòng sản phẩm này nhá. Thì như mọi người biết đúng không, đến bây giờ là Hương đã đẻ em bé được, chính xác là Hương cưới chồng năm 2014. Thì cuối năm 2014 bắt đầu đẻ em bé. Thì cái thời điểm đó ấy, thì các cụ hay chia sẻ là khi mà đẻ xong thì nên uống nên uống Hồng Anh ơi, sao vậy Hồng Anh? Thì nên uống nghệ. Thì cái thời điểm đó mình chưa có nhiều, chưa biết nhiều các cái nghệ nano hay là nghệ tinh chất nghệ như bây giờ. Thì lúc đấy thì mới mỗi lần mà Hương ăn ăn cơm thì mẹ mới cho một ít nghệ và rang thịt. Và còn kể một câu chuyện này cũng buồn cười, đó là khi mà cái thời điểm đấy thì mình mới ở viện về. Mới ở viện về thì à,
thấy bảo là nghệ tốt, nhất là mẹ của Hương nói thế, thế thì là mới nhờ chồng mới xay cả mua một cân nghệ về, mà cân nghệ tươi ý. Mà mọi người biết là nghệ tươi nhá, chứ không phải là nghệ chỉ mình chỉ cho vào thức ăn đâu. Mới nhờ chồng làm cho một cân nghệ tươi, sau đó là ép lấy nước, mà mọi người biết là cái mùi nghệ nó rất là ngái, nó ngái kinh khủng khiếp luôn. Mà nhưng mà lúc đấy vì làm đẹp với cả mình máu quá, mình nghĩ là nghệ tốt như thế thì thôi mình dùng luôn, với cả mình cứ nghĩ là cái gì mà thiên nhiên thì chẳng tốt, đúng không? Cái gì mà thiên nhiên thì sẽ đều tốt hơn. Đó. Thế thì khi bắt đầu khi đấy thì mình nhờ chồng ép hẳn một cân nghệ ra và uống trực tiếp thì được một cốc nước như này. Mà nói chuyện buồn cười là khi mà uống hết cái chỗ nghệ đó ấy, một cân đó ấy, thì cái hậu quả để lại đó là cả cái máy xay của nhà Hương bị hỏng hết luôn, chỉ vì làm nghệ cho vợ mà tay chồng thì vàng khé hết cả tay. Mà Hương, bản thân Hương uống nghệ tươi mà uống trực tiếp luôn, mặc dù rất là ngái, mùi rất là khó chịu, nhưng mà lúc đó thì nghĩ là vì sắc đẹp thế nên là cũng sẽ cố gắng uống. Khi mà uống xong rồi, ôi mọi người biết không, hồi đó còn cảm giác như là răng cũng bị vàng luôn, rồi móng tay móng chân vàng như là ra đồng ấy, buồn cười lắm. Thế thì Hương bắt đầu biết uống nghệ từ thời điểm đó. Hương mới bắt đầu uống nghệ từ thời điểm đó, và sau khi mà uống nghệ, tập trung uống nghệ xong thì Hương thấy đúng là cái kết quả rất là tốt. Nhưng mà thật sự là khi mà cái nghệ tươi mình chưa qua pha chế thì rất là nóng. Nóng rất là nóng hơn rất là nhiều cái nghệ nano. Thế thì khi mà thời điểm em su hào xong thì khi lúc đầu là chỉ nghe mọi người nói là nghệ tốt thì mình cứ uống thôi, chứ mình cũng chưa hề được tại vì mới đẻ lần đầu mà, thì lúc đấy thì là mới biết đến nghệ, chứ ngày xưa có biết gì đến nghệ đâu, chỉ biết là những cái bà bầu đẻ xong uống nghệ thì rất là tốt thay da. Thì lúc đấy thì nghe nói thế thì cứ uống, với cả cái thời điểm đấy rất là rảnh, cả ngày chỉ có ở nhà, cái thời điểm ở cữ ấy, là chỉ có ở nhà chăm con, nên là rất là chăm. Nhưng mỗi tội là cái hôm đầu tiên về thì đã đòi ngay chồng là chồng xay cho vợ ép ra nhá, mà nghệ tươi mọi người nhá, ép để lấy nước nhá. Rồi ôi, xong là hỏng luôn cả cái máy xay sinh tố, tay chân thì vàng khè. Uống nhưng mà đúng thật là rất là có kết quả. Đó là khi mà sau khi Hương ở cữ, thời điểm đó ở cữ một tháng ở nhà, thì tối nào cũng trông con, trông em bé buổi đêm. Thế thì là sáng ban ngày thì có các bà trông cùng. Cái thời điểm đó thì hai vợ chồng vất vả trông con, chứ không có nhiều người trông hỗ trợ được như bây giờ. Thế xong là lúc đấy thì thầy chồng thấy bảo là lâu lâu thì Hương cứ chăm chỉ miệt mài uống nghệ thôi, thì mình cứ nghe mọi người nói thế thì mình cứ uống thôi, mình cứ uống thôi, chứ mình cũng chưa biết là cái kết quả như thế nào, tại vì đấy là lần đầu tiên mình biết mình sinh em bé mà. Thế là lúc đấy uống xong thì khoảng tầm một tháng đầu nhá, khi mà sắp đến ngày hết cữ, thì hôm đấy thì chồng thấy bảo là ở nhà nhiều quá, thì bảo thôi hôm nay tranh thủ cho vợ ra đi ra đường, cho ra vợ ra đường cùng cho ăn sáng, hai vợ chồng đi tập thể dục buổi sáng đi ăn sáng. Thế thì tự nhiên chồng bảo là ôi vợ công nhận da vợ trắng thế, trắng bóc. Thì lúc đấy mình mới để ý lại, mình thấy ô công nhận da mình trắng thật, trắng bóc luôn đấy mọi người ạ. Trắng mình không phải nói ngoa đâu, những ai mà đã có em bé rồi và vừa sinh em bé xong mà đang chuẩn bị cái thời gian ở cữ ấy, thì mọi người cứ thử làm theo cái phương án cái em cách của Hương đi. Thật sự là da trắng dã man luôn, trong đúng một tháng da trắng kinh khủng khiếp. Thì lúc đấy hai vợ chồng mới đi ra đường ăn sáng thì Hương mới nhìn ra, thì chồng mà trước mình cũng không để ý tại vì mình ở nhà nhiều. Thì chồng mới bảo là ôi sao vợ ơi da vợ trắng thế. Thì mình mới nhìn tay thì mình công nhận cái bàn tay này là cái chỗ mà dễ nhận biết nhất. Nhìn da trắng buốt luôn. Thì khi đó thì mình mới công nhận là cái sản phẩm nghệ là một cái sản phẩm rất là tốt cho kể cả bà bầu hay là không bầu. Thì lúc đấy bà Anh Thương xin lỗi, là cho tất cả mọi người hay là kể cả là bà đẻ. Thì lúc đấy bắt đầu mới biết nhá. Thì từ cái năm 2014 đến giờ là lúc nào Hương cũng dùng nghệ. Nhưng mà với cái tính cách của Hương thì Hương phải đi làm. Mọi người biết là đi làm công việc rất là nhiều, mà khi mà đi làm như thế mà lại cầm theo quá nhiều loại vitamin thì mình cũng rất là lười. Thế thì bắt đầu lúc đó thì mình mới nghĩ ra là hàng ngày của Hương nhá, thì là trong cái thực phẩm trong cái chế độ chăm sóc sức khỏe thì sẽ có vitamin tổng hợp này, một viên vitamin tổng hợp này và một viên collagen và uống nghệ. Ngày xưa thì thời điểm đầu thì
lúc chưa biết đến nghệ nano thì uống cái tinh bột nghệ, nhưng mà thật sự là mấy cái dòng tinh bột nghệ đấy thì nó sẽ bị nóng trong cơ thể rất là nhiều. Đó, thì tại vì là mình là người kiểm chứng, mình thấy dòng nghệ này thật sự là quá tốt. Thế nên là bắt đầu từ khi đó mình mới chuyển sang dùng nghệ mọi người nhá. Thế thì lúc đấy mình bảo là bây giờ cứ mỗi lần mang đi một đống sản phẩm thế này thì thôi, bây giờ mình đang muốn nghĩ ra một cái dòng sản phẩm là kết hợp cả nghệ nano và cả collagen. Thế thì mình mới nhờ nhà máy và cũng rất là nhiều chuyên gia. Tại mọi người biết là Hương là làm việc với rất là nhiều bác sĩ chuyên gia cả ở Việt Nam và cả ở bên nước ngoài. Sau đó thì cả bên Hàn Quốc. Thế thì mới bảo là nghiên cứu cho một cái sản phẩm rất là tiện lợi, đó là vừa làm đẹp da vừa kết hợp cả collagen. Tại vì như mọi người biết là chỉ qua 25 tuổi thôi là gần như là da chúng ta bắt đầu bị lão hóa và thiếu đi cái lượng collagen. Và collagen thì khỏi phải nói rồi. Và sau đó cả cái sản phẩm nghệ thì ai cũng biết là đến bây giờ thì chính bản thân Hương là người chứng kiến nhá, nghệ là một sản phẩm quá tốt và quá lành tính và thật sự là rất là dễ chế biến, rất là dễ làm. Thế nên là Hương đã kết hợp dòng sản phẩm collagen nghệ nano. Đó chính là lý do. Thế thì ngày hôm nay Hương cũng rất là muốn tri ân, sẽ tặng cho 10 bạn đoán đúng số 2 số cuối của tờ tiền. Sẽ đoán đúng được 2 số cuối của tờ tiền này nhá. Sẽ là 10 bạn may mắn nhất. Các bạn sẽ cùng share cái livestream này và cùng đoán cái số 2 cái số tiền cuối cùng. Coi như là đấy sẽ là một món quà Hương muốn tri ân đến tất cả mọi người. Sẽ được tặng một hộp collagen nghệ nano mọi người nhá. Và nếu mà những bạn nào mà mua sản phẩm trong cái livestream này, các bạn mua cái sản phẩm trong livestream này thì các bạn cũng sẽ được giảm 10%. Các bạn mà mua sản phẩm nghệ nano của Hương trong cái livestream này, không nhất thiết là các bạn phải mua trực tiếp ở trên comment, mà các bạn có thể mua inbox cho Hương hoặc là mua của các đại lý của Hương cũng được, nhưng mà miễn sao là biết đến trong cái livestream này và chụp lại là lúc đấy là Hương đang livestream nhá, thì các bạn sẽ được giảm 10% mọi người nhá. Đây, sản phẩm nghệ nano cực tốt luôn mọi người ạ, mà giá cũng rất là rẻ. Đó, giá rất là rẻ. Đấy, thì Hương sẽ tri ân tặng 10 bạn đoán đúng số may mắn, 2 số cuối cùng may mắn. Đấy, à Hương đã thấy có các bạn đã nổ đơn rồi này, đã nghệ bao nhiêu rồi ạ, đã inbox cho Hương rồi này. Các bạn ơi, thì các bạn đợi một chút, tí nữa Hương sẽ được những bạn mà mua trong cái livestream này thì sẽ được giảm 10%. Thì tí nữa khi nào mà livestream xong hết thì sẽ có đội nhân viên hoặc các bạn tư vấn viên của Hương sẽ vào để tư vấn trực tiếp cho các bạn, và sẽ được tất cả những bạn nào mua livestream này sẽ được giảm 10% mọi người nhá. Và kể cả những bạn nào mà mua của đại lý của Hương nhá, cũng sẽ được giảm 10%. Các bạn tiếp tục comment 2 số cuối đi, coi như là vừa một món quà tri ân. Và như mọi lần Hương nói thật là Hương không bao giờ Hương tiếc tặng. Tại vì mọi người biết làm sao không? Vì sản phẩm của mình tốt nên mình rất là tự tin. Và khi mà mình tự tin mình tặng mọi người ấy thì không nơi đâu mà thiệt cả. Tại vì là mình tri ân, mình một cái tấm lòng mình cảm ơn, thì mọi người khi dùng tốt quá sẽ lại tiếp tục dùng mua sản phẩm của mình. Đó, thế nên là thật sự là không đi đâu mà thiệt cả. Và những ai mà đang xem livestream thì chắc chắn ý là sẽ là những người đang rất là quý mến Hương và yêu quý Hương. Mọi người yêu quý Hương thì mọi người mới xem livestream và muốn mua các sản phẩm, hay là muốn Hương tư vấn các sản phẩm cho mọi người. Mọi người share và đó, thấy từ nãy đến giờ là có rất là nhiều người, có các chị em đang vào inbox cho Hương và hiện lên trên màn hình, nhưng mà Hương sẽ không thể nào trả lời hết được. Nên là mong các chị em đợi sau cái livestream này thì Hương sẽ có đội tư vấn viên sẽ vào tư vấn cho các bạn kỹ hơn. Đây mọi người ơi, sản phẩm collagen nghệ nano mọi người nhá. Sản phẩm sẽ được giảm 10% cho những bạn nào mà mua trên cái livestream này. Đó, và tặng quà. Tại vì khi mà mình tặng xong, các bạn dùng thế tốt xong thì chính các bạn lại tự là người mua hàng của mình thôi, đúng không nào? Đó, 2 số cuối cùng nha mọi người nha. Đây, sản phẩm. Hộp ở trong đây có 30 gói. Dùng thoải mái mọi người ạ, dùng rất là thích. Và Hương nói thật là cái vị không hề bị đắng mà lại rất là tiện. Tại vì collagen đã là sản phẩm rất tốt và ngày nào chúng ta cũng phải dùng rồi, nhưng mà khi collagen lại còn được kết hợp với cả nghệ nữa thì mọi người biết rồi đấy,
Collagen và nghệ là hai thành phần cực kỳ quan trọng đối với cái việc chăm sóc da. Collagen thì chúng ta không cần phải giới thiệu thì cũng đã biết rồi. Còn cái nghệ ấy, cái nghệ nano ấy là chính là Hương là người đã mình đã phải trải nghiệm qua, chứ không phải là mình tự nhiên mình nói, mà mình đã trải nghiệm qua. Đến nay là ba bé, là đến khi mà không có bầu hoặc là không đẻ xong nữa thì Hương vẫn tiếp tục dùng nghệ. Và đến tận mấy năm nay thì bắt đầu mới ra được cái dòng sản phẩm này. Chứ ngày xưa thì Hương vẫn dùng cái bột nghệ ấy mọi người. Còn nhiều khi thì cái thời điểm đầu mà chưa biết ấy thì mua nghệ tươi về, nhưng mà một lần thôi là mãi mãi. Tại vì cái mùi nghệ khi mà mình uống tươi nó rất là khó chịu. Cái thứ hai nữa là nó rất là bị vàng hết cả người các bạn. Và khi mà các bạn ép ra lấy nước ấy thì các bạn biết là gần như là những cái đồ đạc xung quanh là bị hỏng hết. Tại vì nó quá vàng và nó không tẩy được. Hồi đó thì chỉ vì một cân nghệ tươi nhá mà vợ chồng Hương phải bỏ luôn cả cái máy xay sinh tố nha cả nhà nhá. Cảm cái máy xay sinh tố mới cứng luôn, bỏ vứt luôn. Tại vì là mình xay để mình ép lấy nước ấy. Thế thế là cái nghệ nó cũng cứng quá. Thế là gãy luôn, buồn cười lắm. Đó. Thế thì đến bây giờ thì Hương đã rất là mất thời gian mọi người ạ. Thì đến tận khi mà sinh bé Sâm nha. Sinh bé Sâm thì Hương mới ra được cái dòng sản phẩm này. Đây, uống không hề khó chịu và cực kỳ ngon, dễ chịu. Và như mọi người biết là với Hương ấy thì mỗi một cái sản phẩm thì Hương luôn có những sự trải nghiệm và cũng như là cái nhu cầu của mình. Tại vì chính bản thân mình phải có nhu cầu đã. Khi mình có nhu cầu thì mới khách hàng mới nghĩ sang được cái nhu cầu của khách hàng. Tại vì ví dụ như đầu tiên là khi mình làm về tư vấn về làm đẹp thì bản thân mình phải đẹp trước đã, hoặc là mình phải biết cách làm đẹp cho bản thân mình đã. Chứ nếu bản thân mình còn không biết cách làm đẹp thì làm sao mà mình có thể tư vấn cho khách, đúng không ạ? Thì tất cả những sản phẩm này là đều là cái nhu cầu đầu tiên của Hương. Tại vì các chị em thì ai cũng phải sinh con, ai cũng sẽ là bà mẹ bỉm sữa. Và cái chăm sóc sức khỏe là cái điều rất là quan trọng. Mà khi chúng ta chăm sóc thì không phải chỉ đẹp từ bên ngoài mà sẽ phải đẹp từ cả bên trong da nữa. Đó. Đây. Một ngày sẽ uống 2 túi. Uống vị rất là dễ chịu mà da lúc nào cũng sẽ căng bóng. Mà như các bạn biết là nghệ thì là sản phẩm rất là dễ làm rồi. Đấy là những cái sản phẩm mà được thiên nhiên ban tặng từ đời ông cha chúng ta đã truyền lại, nên là một sản phẩm rất là lành tính. Hello chị Đậu Trà My. Chị mới đi viện về à? Đó. Mọi người nhìn này. Một hộp rất là tiện mọi người nhá. Và mỗi một lần uống mọi người chỉ cần cắt cái đầu đi, cắt cái đầu của sản phẩm ấy đi này, sau đó là chúng ta uống trực tiếp luôn. Đấy. Rất là tiện. Hương mỗi khi Hương đi làm thì ban ngày thì Hương sẽ cầm đi hai gói. Thì trong cái sản phẩm này nghệ này, nghệ là chính là nghệ, mật ong và collagen. Mà cái sản phẩm cái mà Hương thích nhất đó chính là được sự kết hợp cả nghệ và collagen. Cái đó là cái mà Hương tâm đắc nhất. Tại vì nếu mà không có cái sản phẩm này, và cái này là cái nhu cầu của chính Hương nhá, thì bắt đầu là Hương mới nghĩ ra và đưa cho nhà máy, để nhà máy sẽ nghiên cứu và làm lại sản phẩm nhá. Thì đây là cái nhu cầu trực tiếp của Hương. Nếu mà không có sản phẩm này thì hàng ngày Hương vẫn phải mang theo collagen và nghệ để uống. Đó. Mà hai cái sản phẩm này là thật sự là khi mà kết hợp lại thì quá tốt. Và Hương khẳng định luôn là collagen nghệ thì chưa ở đâu có, và một mình bên Hương có. Tại vì Hương là người uống cả collagen và nghệ, sau đó mới đưa cho cái nhu cầu của mình, sau đó mới đưa cho nhà máy để họ làm. Thì hôm nay cũng vẫn sẽ chia tặng quà cho mọi người nha. Sẽ tặng cho 10 bạn đoán đúng số may mắn, 2 số cuối, sẽ được tặng mỗi bạn được tặng một hộp collagen nghệ nano này. Và mình sẽ ship tận nơi cho các bạn, ship đến tận nhà, không mất tiền ship nhá. Các bạn hãy cùng đoán đúng 2 số cuối, coi như đây sẽ là một cái món quà và Hương muốn chi ân cho mọi người. Và tất cả những bạn nào mà đang muốn mua sản phẩm này thì trong cái livestream này Hương sẽ giảm giá 10% cho các bạn nha các bạn này. Đó. Và nếu mà mua trên 3 hộp thì sẽ được giảm 15%. Ok.
thỉnh thoảng Hương muốn tri ân những lời cảm ơn mình cho tất cả mọi người, vì mọi người phải yêu quý mình thì mọi người mới để ý và mới xem livestream của mình, và cũng như là mọi người phải tin tưởng mình thì mọi người mới làm đẹp cùng mình. Thì như bây giờ đúng không, Hương đang chia sẻ với mọi người về cách làm đẹp, thì Hương cũng muốn tri ân cho mọi người để mọi người thử dùng thử để cùng cảm nhận về cái sản phẩm. Tại vì như mọi người biết không, tất cả các sản phẩm của Hương là Hương dùng trực tiếp, chứ không bao giờ là sản phẩm của Hương là Hương để cho ai test cả. Thế nên là mỗi cái sản phẩm ra đời rất là mất thời gian. Có những sản phẩm mất nửa năm, có những sản phẩm phải đến 6-7 tháng. Hay cái sản phẩm dòng sản phẩm nghệ nano này của Hương ấy, nghĩa là Hương có ý định từ thời son, nghĩa là từ hồi chữa em bé son, là Hương đã suy nghĩ đến sản phẩm nghệ collagen rồi. Thế nhưng mà đến khi mà Sâm đẻ em bé Sâm thì Hương mới cho ra mắt được dòng sản phẩm này. Tại vì test quá kỹ, tại vì mọi người biết ấy, khi mà những cái dòng sản phẩm liên quan đến sức khỏe ấy, là phải thật cẩn thận. Tại vì là bản thân mình dùng đầu tiên này, mình mà dùng không tốt thì mình sẽ bị có cái tác dụng phụ, thì là mình còn chết nữa. Đó, thế nên là mình sẽ phải test thật cẩn thận. Với cả các bạn biết ấy, trong kinh doanh ý, thì vợ chồng Hương ý, thì đối với Hương thì cái việc kinh doanh ý là không phải chỉ kinh doanh một nghề, mà mình còn sẽ còn những nghề khác, và mình sẽ phải làm việc luôn luôn phải có chữ tín. Nếu mà không có chữ tín thì sẽ rất khó để làm công việc khác nữa. Đó, thế nên là tất cả các cái ngành nghề mà Hương kinh doanh thì đều làm bằng cái tâm và làm bằng chữ tín. Tất cả các bạn mà ai đó tất cả các bạn mà những bạn nào mà mua sản phẩm trên cái livestream này của Hương về sản phẩm nghệ nhé mọi người nhé, thì sẽ được giảm 10%. Các bạn có thể chụp lại cái phần mà Hương đang livestream và các bạn comment nhé, thì inbox cho Hương hoặc kể cả các đại lý của Hương, thì cũng một hộp sẽ được giảm 10%. Và nếu là 3 hộp, các bạn mua 3 hộp thì các bạn sẽ được giảm 15% mọi người nhé. Giá của sản phẩm này sẽ là 450.000, rất là rẻ, tại vì mọi người biết là công dụng rất là nhiều. Mà uống thì Hương khẳng định luôn là tất cả khách hàng đều rất là khen. Vì sản phẩm Hương dùng trực tiếp mà Hương còn làm mà không tốt nữa thì làm sao mà có thể có độ uy tín để bán cho khách hàng. Và trong khi đấy thì mọi người biết là không phải là một mình Hương mà sẽ kéo theo cả một hệ thống. Một hệ thống của Hương thì mọi người biết là hiện tại bây giờ đang là mấy trăm các đại lý. Thế nên là khi mình làm cái gì thì mình là người đầu tàu, mình luôn làm phải thật cẩn thận, phải thật uy tín. Đó, sản phẩm nghệ này là 450.000 thôi mọi người nhá. Sale sẽ, các bạn mua sẽ được sale 10%. Đó, thế thì các bạn tiếp tục comment hai số cuối của sản, hai số cuối số may mắn nhá, để Hương sẽ tặng quà tri ân cho các bạn. Coi như là những bạn nào mà được tri ân thì các bạn sẽ dùng và các bạn sẽ cho Hương cái feedback. Sau đó là biết đâu các bạn sẽ lại tiếp tục mua tiếp. Hương khẳng định đấy, còn nhiều khi có thể giới thiệu khách cho Hương thì sao. Đó, khi mua 3 hộp thì các bạn sẽ được giảm 15%. Còn nếu mà mua 1 hộp trong cái livestream này thì các bạn sẽ được giảm 10%. Sản phẩm thì Hương khẳng định luôn là khi các bạn dùng xong các bạn chắc chắn là sẽ rất thích, cực kỳ thích. Tại vì tất cả những cái sản phẩm này đều là Hương là người trực tiếp dùng rồi, chứ không phải là Hương nhập hay là của ai xong là Hương quảng cáo hay giới thiệu cho các bạn. Mà tất cả những cái dòng sản phẩm này đều là dòng sản phẩm Hương đã dùng và có nhu cầu và test. Tại vì mọi người biết là cái quá trình mà đẻ 3 em bé thì có thể nhìn ngoài mọi người đều nói là ôi sao nhìn tươi thế, đẹp thế, nhưng mà sức khỏe bên trong rất là yếu. Nhưng ai đã đẻ em bé rồi thì biết đấy, nhiều khi đẻ một em bé đã yếu chứ đừng có nói là đẻ đến 3 em bé. Tại vì là chúng ta không thể nào mà hiểu được cái cơ thể của bên trong của chúng ta. Tại vì mỗi một lần khi mà chúng ta sinh em bé xong là khi mà đẻ mổ ấy, nhất là Hương lại đẻ mổ nữa, mỗi lần mà mình tiêm các cái thuốc giảm đau vào hay là gây tê ấy, thì gần như đến bây giờ thì cái lưng đau buốt hết, sức khỏe giảm đi rất là yếu. Thế nên là không những là chăm sóc bên ngoài mà chúng ta phải chăm sóc cả bên trong nữa. Đó, hôm nay sẽ giới thiệu thêm cả các bạn là có một cái dòng sản phẩm mà Hương cũng rất là tâm đắc. Đó là cái dòng sản phẩm mà serum mọi người nhá. Đây, serum. Đây mọi người nha, serum trực tiếp của KMH. Dòng sản phẩm này dùng để căng bóng, giá cũng cực rẻ mọi người ạ.
Và tất cả những cái dòng sản phẩm này là đều được trực tiếp là Hương test trực tiếp trên Hương. Và sau đó thì đến đội ngũ tất cả các bạn marketing và nhân viên để cho đủ các mọi loại da, để cho da luôn căng bóng. Thì hôm nay thì may là trong này ánh đèn rất là sáng nên là mọi người có thể nhìn kỹ được da. Đây là da mặt mộc, đang để mặt mộc để livestream để tư vấn cho các bạn. Cái dòng sản phẩm này dùng cũng cực thích mà giá thì cũng lại siêu rẻ. Chủ yếu tác dụng của sản phẩm này đó là để da căng bóng mọi người nha. Đó, thì Hương vẫn luôn tư vấn cho các bạn này. Các bạn dù dùng sản phẩm gì đi chăng nữa thì các bạn phải nhớ, đó chính là mỗi một lần chúng ta chăm sóc da là chúng ta phải massage mặt nhá, để cho tuần hoàn máu và da rẻ luôn luôn căng bóng. Và đặc biệt hơn ý, đó là sẽ tránh được những cái vết chân chim mọi người nhá. Mọi người nhìn này, đó, cái đuôi mắt này mọi người sẽ massage giống Hương này. Đấy, thì khi mà massage thì mọi người có thể dùng bằng serum, hoặc nếu không chúng ta có thể dùng bằng kem dưỡng da ban đêm. Đó, như Hương thì Hương thích massage bằng serum, tại vì khi mà massage bằng serum thì cái da, cái tay mình nó sẽ trơn hơn và mình cảm giác là dễ massage hơn. Ngày nào cũng vậy, dù có bận đến mấy, dù mệt đến mấy, thế nhưng mà mấy cái động tác massage buổi đêm là sẽ không thể nào mà bỏ đi được, tại vì là nó tạo thành một cái thói quen cho các bạn. Cũng như cái cách chăm sóc da vậy, sẽ tạo thành thói quen. Nếu mà các bạn sẽ cứ lười, các bạn không chăm sóc ấy, thì sẽ thành một thói quen và mỗi một lần về các bạn chỉ rửa mặt qua thôi. Nhưng mà nếu khi các bạn đã tạo thành một thói quen rồi thì dù có mệt đến mấy hay bận đến mấy thì cái việc mà massage mặt và chăm sóc da là cái điều không thể nào mà tránh được. Và lúc nào đối với Hương thì đó là cái niềm vui cuối ngày, niềm vui của một cuối ngày. Đây, mọi người nhìn này, tất cả những cái vết chân chim chúng ta có thể kéo căng ra nhá. Đó, đây là mặt mộc mọi người nhìn nha. Ôi sao bị cái phần mềm gì? Chồng mình vừa comment vâng. Chồng mình đang ngồi ở phòng ngoài là mọi người ạ, còn Đô Hương thì đang live stream ở trong phòng vệ sinh. Đây. Các bạn nhớ nhá, khi mà các bạn mua dòng sản phẩm này trong cái live stream này thì các bạn sẽ được giảm 10%. Mà một hộp nghệ collagen này dùng rất là tốt mà giá rất là rẻ, có 450.000. Các bạn chỉ mua một hộp thì sẽ được giảm 10%, nhưng nếu các bạn mua combo 3 hộp sẽ được giảm 15%. Và cái khuyến mãi này sẽ dành cho tất cả các bạn mua hàng của kể cả tất cả các đại lý của mình nhá, chứ không phải là chỉ riêng của Hương. Còn các bạn khi muốn mua hàng thì các bạn cứ comment hoặc là vào inbox trực tiếp cho Hương. Sau đó thì Hương sẽ có đội marketing và đội các bạn kỹ thuật viên, các bạn sẽ vào để trả lời và ship hàng cho các bạn. Đây như là một phần tri ân Hương muốn gửi quà đến cho mọi người để mọi người cùng thử dùng sản phẩm. Chị Linh Ruby nè, vâng tí em ship cho chị nha. Hiện tại thì Hương đang thấy ở cái phần inbox thì mọi người đã hiện lên rất là nhiều người đang hỏi về sản phẩm, nhưng mà hiện tại Hương đang live stream nên không thể nào và trả lời cho mọi người được. Thì tí nữa khi mà Hương dừng cái live stream này thì sẽ có một đội tư vấn viên sẽ vào để trả lời cho các bạn, hay là cả những cái trang page bán sản phẩm bên Hương thì các bạn tư vấn viên sẽ vào để trả lời cho mọi người nhá. Đó, đây dòng sản phẩm này, và Hương cũng sẽ tri ân tặng 10 hộp cho những bạn mà có số may mắn, hai số cuối may mắn. Các bạn comment nhá, hai số cuối may mắn Hương sẽ tri ân tặng cho 10 bạn để các bạn dùng thử. Và Hương khẳng định là khi các bạn dùng xong thì chắc chắn là các bạn sẽ lại có nhu cầu để dùng tiếp và sẽ mua tiếp. Đó, đây. Và đến đây bây giờ sẽ là dùng sản phẩm ban đêm mọi người này, kem phây đêm nha. Kem phây đêm đây mọi người nha.
Ngày nào cũng vậy, Hương cũng chăm sóc như vậy và không ngày nào không. Và nhưng mà đối với Hương thì cách chăm sóc là niềm vui mỗi ngày. Và nếu mà một ngày nào đấy mà cảm thấy không được chăm sóc thì chắc là cảm thấy đó là một cái ngày không được vui. Đây. Mọi người cũng hay hỏi là vì sao Hương lại lười livestream như vậy, thì cũng thú thật với mọi người là thứ nhất ý, là Hương lại là một người phụ nữ không ăn hình. Thế nên là cũng rất là buồn là nếu mà chẳng may mình livestream mà lên hình không được đẹp thì biết đâu các chị em sẽ lại không quý mến hoặc là sẽ không theo dõi mình nữa thì sao? Thế nên là nhiều khi đấy cứ định livestream, định giới thiệu và định chia sẻ với mọi người các cái cách làm đẹp của Hương thì lại suy nghĩ và lại đắn đo, vì thật sự là nếu mà ai gặp Hương rồi thì biết là da của Hương ở ngoài thật sự không phải là nói quá nhưng mà đẹp hơn ở trong hình rất là nhiều. Nhưng mà mỗi lần mà khi mà quay lên và chụp hình thì nhìn mặt vừa béo xong là trông da thì bị tối. Thế nên là nếu mà có cơ hội thì rất là mong sẽ được gặp các bạn nhiều hơn. Ví dụ như là gặp ở trong những cái buổi khai trương sữa chua cô thỏ của bên Hương này, hay là gặp ở những cái sự kiện của Camellia Hat, thì chúng ta phải nhìn nhau được người thật việc thật thì chúng ta mới nhìn thấy da của nhau. Cũng như là khi mà Hương tư vấn cho các bạn thì Hương cũng mong rằng là các bạn phải nhìn thấy da để các bạn khen là ồ, da bạn này đẹp thật. Và nếu mà đẹp thật thì các bạn mới tin tưởng để tiếp tục làm đẹp hoặc là nhờ Hương tư vấn. Chứ nếu mà các bạn không nhìn thấy hết được da, các bạn chỉ nhìn qua hình lại vào. Ok. Rồi, con đi vào trong đi. Đấy. Chỉ nhìn qua livestream thôi thì thứ nhất là cái ánh đèn nó rất là tối. Cái thứ hai là Hương lên hình không ăn hình nên là Hương mới bị lười livestream như vậy. Đó, thôi thì mong sao thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội, chúng ta sẽ được gặp nhau ở ngoài để cho các bạn sẽ nhìn thấy rõ làn da của Hương. Thì Hương khẳng định rằng các bạn sẽ yên tâm và tin tưởng để Hương tư vấn, cũng như là để Hương tư vấn và sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của Hương cho mọi người. Đây. Tất cả những cái sản phẩm của bên Hương ấy đều là Hương là người trực tiếp dùng và là người trực tiếp test rất là kỹ và là người đưa ra những ý tưởng, tại vì là mình cũng sẽ nghĩ từ bản thân mình ra là mình đang có nhu cầu gì, mình đang cần gì này, và da của mình là da người châu Âu thì muốn làn da phải như thế nào này. Ví dụ như người Việt Nam mình đúng không, thì luôn mong muốn là da sẽ se khít lỗ chân lông, này, và da căng bóng này, se khít lỗ chân lông này. Và đặc biệt nữa mọi người nhá, đó là riêng về dòng sản phẩm bên Hương thì đặc biệt nhất đó là về trắng da. Thì như mọi người đã biết là nếu nói về trắng da thì Hương khẳng định và tự tin là dòng sản phẩm bên Hương là về số 1 về trắng da. Đó, cũng như là mọi người nhìn nhá, có một cái thời điểm ấy Hương đi đánh gốp cùng chồng nhiều thì mỗi lần một trận đi đánh gốp thì da bị lên rất là nhiều tàn nhang và bị cái nám, nhưng mà khi mà dùng đến dòng sản phẩm, tất cả những cái dòng sản phẩm của bên Hương thì đến ngày nay mờ đi rất là nhiều. Thì Hương cũng sẽ tư vấn cho mọi người là cái dòng sản phẩm này của Hương không phải là dòng sản phẩm để trị nám mọi người nhá, nhưng mà sẽ là mờ nám và mờ tàn nhang. Đó. Mọi người nhìn đây là da da của Hương là da không make up nè. Đây. Căng bóng. Mọi người nhìn thấy không? Đó, thật ra là các bạn đi, có nhiều bạn thì sẽ chắc chắn là sẽ lại có nói lý do là có tiền hoặc là phải mất tiền, rồi là muốn da đẹp thì phải mất nhiều tiền rồi nọ kia. Thì Hương vẫn nói với các bạn đó là tùy thuộc vào cách các bạn yêu bản thân mình đến đâu và yêu cái làn da của mình đến đâu. Vì thật ra là không nhất thiết các bạn phải dùng những sản phẩm đắt tiền, các bạn chỉ cần dùng những sản phẩm có chất lượng, uy tín, hoặc có thể các bạn tự làm những dòng sản phẩm ở nhà của các bạn cũng được. Cũng như là một số bạn đúng không, bảo là bây giờ không có tiền ra spa làm đẹp hay là không có tiền mua mỹ phẩm cao cấp thì các bạn có thể tự pha chế các dòng sản phẩm để các bạn massage hoặc là các bạn gì nhỉ? Các bạn đắp mặt ở nhà. Ví dụ như là sữa tươi với khoai tây đó. Các bạn có thể tự đắp ở nhà mà. Thế nên là với chị em phụ nữ thì chúng ta sẽ không có lý do để chúng ta nói, mà cái quan trọng nhất đó chính là chúng ta phải tự yêu bản thân chúng ta và yêu cái làn da của chúng ta. Khi chúng ta yêu cái làn da của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ có nhiều cách để chăm sóc và không nhất thiết phải theo một ai, mà chúng ta chỉ cần theo cái linh cảm hoặc là theo cái cảm giác mà chúng ta thấy đó là an toàn thì chúng ta sẽ làm theo thôi. Theo chứ Hương cũng không nhất thiết là bảo mọi người là cứ phải dùng sản phẩm của Hương, nhưng mà Hương thì luôn luôn muốn là chia sẻ những cái gì tốt nhất dành cho tất cả các bạn. Đó, thì mọi người nhớ nó sẽ là có được tặng quà.
đấy sẽ là được tặng quà. Thế nên là mọi người hãy comment hai số cuối, mọi người hãy comment hai số cuối nhá, hai số cuối, hai số may mắn Hương sẽ được tặng các bạn. 10 bạn may mắn sẽ được tặng một hộp collagen nghệ nano và sẽ ship đến tận nơi cho các bạn nhé, các bạn nhé. Các bạn hãy đoán, comment đoán đúng hai số cuối, hai số may mắn. Coi như đây sẽ là một món quà mà Hương muốn tri ân đến cho tất cả các bạn đó. Và tất cả những bạn nào mà đang muốn Hương tư vấn các dòng sản phẩm của bên Hương, hay là tư vấn đến dòng nghệ nano này, đây là dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe, đẹp da mọi người nhá, cực đẹp da. Và không những là đẹp da thì còn có thêm cả những cái tác dụng, đó là làm cho chúng ta sẽ không bị dạ dày này. Tại vì cái dòng sản phẩm nghệ thì mọi người biết là đặc biệt là dòng sản phẩm cực tốt để chữa dạ dày đó. Thì cái dòng collagen nghệ nano này sẽ là chữa được cả dạ dày này, làm đẹp da này. Và không những thế nhá, trong cái thành phần này Hương sẽ đọc cho các bạn về cái thành phần của sản phẩm này nhá, là có collagen phân thủy phân, đó là đã được bào chế nhá. Sau đó là nano, nghệ nano này, sữa ong chúa này, nho thai cừu này, gluta đó, toàn những cái sản cái những cái tinh chất rất là tốt cho sức khỏe. Và Hương đã dùng cái dòng sản phẩm này từ lúc mà sinh em Sâm đến giờ, rất là tốt. Thế nên là khi mà các bạn nào mà muốn tư vấn về dòng sản phẩm này, hoặc là muốn dùng thử, thì các bạn hãy, hoặc là muốn mua trong cái livestream này, thì sẽ được tặng, sẽ được giảm 10% đó. Còn nếu bạn nào mà comment đúng hai số may mắn thì sẽ được tặng quà. Còn nếu mà các bạn mua cái này thì các bạn sẽ được một hộp sẽ được giảm 10%, nhưng nếu mua combo 3 hộp thì sẽ được giảm 15% mọi người nhá. Còn nếu các bạn muốn mua nhiều nữa thì các bạn cứ inbox cho bên Hương, Hương sẽ tư vấn kỹ hơn. Đây. Và sau đó thì tiếp theo thì Hương sẽ hướng dẫn các bạn tiếp các cái động tác. Đây. Phải có một ít kem thì mới dễ massage. Các bạn nhớ comment hai số comment và chia sẻ livestream này cho Hương nha. Đây, Hương massage thêm cái phần miệng mọi người này, để cho đỡ bị cái râu rồng đó mọi người nhá. Đây này, Hương, mọi người nhìn động tác này, từ đây mọi người kéo ra này. Đó, kéo ra này, để cho đỡ bị cái hai râu rồng hai bên này này. Và đặc biệt là khi mở miệng này, chúng ta sẽ xoay tròn. Xoay tròn này, xoay tròn hai bên. Ấn ở hai bên miệng này. Đó. Cái vùng mắt đó mọi người này, vùng mắt và vùng trán này. Mọi người để hai cái tay như thế này nha. Kéo từ miệng này. Ủa sao không nhìn thấy mọi người like, mọi người comment đấy nhở? Hay là cái mạng của Hương bị đơ nhở? Không nhìn thấy những cái dòng comment của mọi người nữa. Đây. Và một động tác nữa này, mọi người để hai ngón cái này nha. Sau đó để từ dưới cằm này, kéo lên này, kéo vuốt lên này, đến mang tai này. Đó. Hình như là hôm nay live stream hơi sớm hay sao nên là số người vào xem cũng thấy ít hơn. Mọi ngày thì thấy mọi người vào xem cũng phải được 1.000 mắt, mà hôm nay thấy còn cũng chỉ còn tầm 400-500. Mọi người hãy cùng share và chia sẻ, hãy cùng chia sẻ và cùng comment số may mắn để Hương tặng quà mọi người nha. Coi như đây sẽ là một món quà để tri ân cho mọi người, để cho những ai mà đang theo dõi và yêu mến Hương, khi mọi người đang xem comment, xem cái livestream này của Hương, chắc chắn là phải là những người quý mến mình thì mới xem cách mình chia sẻ và xem livestream của mình. Thì Hương mong rằng các bạn sẽ được sẽ là những người có số may mắn để được tặng cái món quà về giá trị, về sức khỏe
món quà rất đặc biệt về sức khỏe mọi người ạ. Và mọi người biết là những cái gì về sức khỏe phải là những cái Hương cực kỳ tâm huyết và làm cực kỳ kỹ. Tại vì đầu tiên là Hương uống hàng ngày đã, nếu mà không tốt Hương uống bị sẽ bị làm sao thì sao đúng không? Thế nên là trước khi mà mình đưa ra cho khách hàng thì mình phải là cái người test đầu tiên và phải cẩn thận đầu tiên đã. Đó, thế thế nên là mọi người hãy comment nha, comment đây sẽ là hai số cuối, hai số may mắn cuối của tờ tiền này, và tí nữa Hương sẽ công bố. Và khi mà hết livestream này rồi thì các bạn sẽ comment sẽ không còn giá trị nữa mọi người nha. Đó, các bạn hãy tiếp tục comment. Và những bạn nào mà có nhu cầu trải nghiệm đến dòng sản phẩm nghệ thì mua ngay trong livestream này thì mình sẽ giảm cho các bạn 10%. Và nếu mà các bạn mua 3 sản phẩm thì sẽ được giảm đến 15%. Một sản phẩm này đang là 450.000 mọi người nhá. Không phải là nói quá đâu, nhưng thực sự là cái dòng sản phẩm nghệ collagen này là sản phẩm cực tốt. Mọi người biết là nghệ đã là một cái sản phẩm mà được các cụ dân gian từ ngày xưa dùng rồi. Và khi mà nói về cái hiệu quả thì khỏi phải nói, quá tốt rồi. Và rất là lành tính. Vì sao Hương lại chọn là nghệ? Vì là nghệ cũng là một trong những sản phẩm rất là lành tính. Và gần như là ai cũng có thể dùng được và không hề có sự rủi ro. Thế nên là khi mà tư vấn về sức khỏe thì Hương luôn phải làm những cái gì mà nó tốt nhất và lành tính nhất. Thế nên Hương đã chọn đến nghệ. Với cả cái nghệ nó gắn liền với Hương đến nay là 6-7 năm. Từ cái lúc mà Hương sinh em bé đầu tiên là em Su Hào cho đến tận em Sâm. Và đến tận bây giờ vẫn dùng nghệ thường xuyên. Cái nghệ này như là một cái cả một cái tâm huyết, và muốn gửi gắm cái Hương muốn gửi gắm cái tấm lòng của Hương hay là cái sự chia sẻ của Hương đến tất cả các chị em phụ nữ, đặc biệt là những chị em mà sau sinh mọi người nhá, thì cái sản phẩm nghệ là dòng sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe. Kể cả các bạn không mua dòng sản phẩm của Hương cũng được, không sao, nhưng mà Hương muốn các bạn chia sẻ cho các bạn biết về cái công dụng của nghệ. Cái dòng công dụng của nghệ ấy thì thật sự là không phải nói quá, nhưng mà các bạn không dùng sản phẩm của Hương cũng được, các bạn có thể mua trực tiếp các cái dòng các cái nghệ tươi hoặc là cái bột nghệ các bạn về các bạn dùng cũng được, vì dòng sản phẩm nghệ là dòng sản phẩm cực lành tính nhưng mà cũng cực tốt cho sức khỏe đấy. Và khi mà nghệ còn được kết hợp với collagen nữa và kết hợp cả gluta nữa, thì gluta thì chúng ta đều biết là dòng sản phẩm trắng da rồi, còn collagen thì là dòng sản phẩm để cho chúng ta trẻ hóa. Thì cái dòng sản phẩm này đang là cái dòng sản phẩm mà Hương tâm đắc nhất về sức khỏe. Thì bạn nào muốn Hương tư vấn, từ nãy giờ là đang thấy rất là nhiều các bạn đang inbox cho Hương nhưng mà Hương sẽ không thể nào trả lời được, tại vì Hương đang live stream như thế này, nhưng mà tí nữa thì sẽ trả lời cho các bạn về kỹ hơn về công dụng và cách sử dụng của nghệ nano. Đây, và sau khi mà Hương ngày nào cũng vậy nha, khi mà đã xong cái phần kem bôi mặt nhá, thì bắt đầu dùng đến dòng sản phẩm body đêm mọi người ạ. Ngày nào cũng vậy, đều như vắt chanh, chăm sóc thường xuyên. Và Hương cũng xin hứa là khi mà có những cái gì về làm đẹp thì Hương sẽ chia sẻ hết cho các bạn. Không những là chia sẻ cho các bạn không cần phải dùng sản phẩm của Hương cũng được, Hương cũng sẽ chia, hoặc là những cái sản phẩm mà Hương không biết, Hương cũng sẽ chia sẻ. Chứ không nhất thiết là chỉ là những dòng sản phẩm bên Hương đang bán mọi người nha. Đây. Ủa sao lại không nhìn thấy những cái dòng comment của mọi người nhỉ? Hay là tại vì máy Hương bị đơ nhỉ? Chả thấy dòng mọi người comment gì cả. Đây, ngày nào cũng vậy này, xong là đến bôi kem body đêm này. Các bạn ơi, các bạn muốn trắng thì các bạn phải chịu khó chăm sóc mọi người nhá. Phải bôi kem thường xuyên nhá. Ví dụ như nhiều bạn ấy bảo là muốn trắng da, mà trắng da mà các bạn bôi kem, mà các bạn bảo các bạn đi tắm trắng, nhưng mà tắm trắng mà các bạn không chịu bôi kem thì cũng là hỏng nhé bạn, các bạn nhé, nghĩa là sẽ không có tác dụng tuyệt đối nhé. Các bạn muốn làm trắng da đều và thường xuyên là các bạn phải chăm sóc cả bôi kem, cả tắm và cả bôi kem nữa, chứ không chỉ riêng về việc các bạn chỉ tắm trắng nhá. Và nhớ là tẩy da chết thường xuyên. Đây là làn da mặt mộc nè mọi người này, trong này đèn rất là sáng nên có thể nhìn được kỹ hơn đó. Và một ngày uống thật là nhiều nước này, uống ăn nhiều loại rau này, vitamin này. Đấy, mọi người nhìn thấy ông trộm vía là đã sinh ba em bé này, đã trải qua một cuộc vật lộn sinh ba em và bầu nữa, những ai đã làm mẹ thì biết. Và nhất là cái người mà
thức đêm thức hôm như Hương, rồi là phải di chuyển thường xuyên như Hương, mà trộm vía này, rồi đi đánh gốp nhiều này, mà mọi người nhìn này, da rẻ rất là căng bóng, và thật sự Hương rất là tự tin về làn da của mình. Thế nên là Hương mới yêu mến và tâm huyết theo cái nghề mỹ phẩm. Tại vì là cái nghề này không chỉ riêng cho mình mà còn cho cả cộng đồng nữa. Bây giờ thì Hương đang rất là muốn khao khát và muốn làm những cái gì cho cộng đồng. Ví dụ như là không chỉ là chỉ riêng với bản thân mình được đẹp mà với cả các chị em. Việc đầu tiên đã là các chị em của hệ thống KMDH đã này. Tất cả các chị em cũng đều có công việc, có những sản phẩm tốt để các bạn bán ra ngoài thị trường. Đó cũng là những cái để tốt cho hệ thống của mình thì cũng coi như là sẽ tốt cho cộng đồng. Đó thì Hương rất là thích và rất là tâm huyết, vì đây là những cái gì mà uy tín của mình chứ không chỉ riêng là về lợi nhuận. Tất nhiên là trong công việc thì cái lợi nhuận nó rất là quan trọng, nhưng các bạn biết đấy, cái lợi nhuận không phải là cái giải quyết được vấn đề tất cả, mà nhiều khi là cái uy tín nữa. Tại vì là mình được uy tín ý, và được cái sản phẩm của mình được tốt ý, thì khi mà khách hàng người ta dùng người ta khen ý, mình cảm thấy sướng lắm, và mình cảm thấy nó như là một cái món quà dành cho mình ý, sướng lắm ý, còn sướng hơn là được tiền ý. Đó, thế nên là trong cái live stream này thì Hương sẽ muốn tặng quà tri ân cho các bạn. Đó là 10 bạn. Các bạn nhớ nhá, các bạn nhớ này, Hương sắp nghỉ cái live stream này rồi, nên là mong các bạn sẽ tiếp tục comment nốt hai cái số cuối cùng, hai cái số cuối may mắn để được nhận quà. Đây, hai cái số may mắn của tờ tiền này tí nữa Hương sẽ rơi cho mọi người nha. Hai cái số may mắn của tờ tiền này. Đấy, thì các bạn hãy tiếp tục comment và share livestream này cho Hương, để cho những ai mà có cơ hội, ví dụ các bạn ấy biết đến livestream này, các bạn ấy sẽ comment và biết đâu cũng được nhận quà như chúng ta. Hương rất mong là sẽ được nhiều bạn được nhận quà. Và ngoài cái việc nhận quà ra thì trong cái livestream này các bạn sẽ được giảm giá về dòng sản phẩm nghệ collagen, để cho các bạn sẽ thử trải nghiệm. Và biết đâu được là các bạn dùng xong các bạn lại là những đại lý của bên KMDH của Hương thì sao? Và biết đâu các bạn lại là những người mua nhiều sản phẩm và sẽ feedback cho Hương, và còn nữa là sẽ còn giới thiệu khách hàng cho Hương thì sao? Vì Hương khẳng định rằng tất cả những dòng sản phẩm của Hương đều làm bằng tâm, từ tâm huyết, và những cái gì mà Hương cố gắng nhất và như là cái chữ tín. Thế nên là Hương rất là tự tin, và đã là sản phẩm tặng rồi thì phải luôn luôn là những cái dòng sản phẩm mình cảm thấy là tâm huyết nhất. Đó, và khi mà uống cái dòng sản phẩm này cũng rất là dễ uống mọi người nhá. Dòng sản phẩm nghệ này rất là dễ uống chứ không hề khó. Đó, thế thì đến bây giờ là Hương sắp kết thúc cái livestream này rồi. Thế nên là các bạn hãy tiếp tục comment hai số may mắn. Hương cũng mong rằng sẽ được gửi quà đến cho nhiều bạn hơn này, và sẽ nhiều bạn mua dòng sản phẩm này để được Hương giảm giá, nghĩa là mua trong cái live stream này của Hương nha, các bạn chụp lại nha. Và kể cả là cho các bạn mua của các đại lý của Hương cũng được nhá, thì một hộp sẽ được giảm 10%. Một hộp này đang là 450.000, còn nếu mà các bạn mua 3 hộp các bạn sẽ được giảm 15% mọi người nhá. Nào, nhanh comment hai số cuối nào. Hương sắp dừng cái live stream này rồi mọi người nha. Đây, làn da mặt mộc của mọi người đây. Nhưng mà vẫn có mong ước là sẽ được gặp mọi người ở ngoài, để mọi người nhìn chiêm Hương, ngưỡng da của Hương. Chứ nếu mà trên live stream các thứ thì nó cũng sẽ không thể hết được. Đó, hôm nay cái live stream này là đặc biệt cho dòng sản phẩm nghệ này mọi người nhá. Nghệ collagen nano này mọi người này. Ủa, có phải là do mạng không mà sao Hương thấy ít người comment thế nhở? Hay do mạng nhở? Không biết bây giờ đã được bao nhiêu comment rồi. Thì Hương chuẩn bị công bố hai số cuối, hai số may mắn nha. Và những bạn nào mà mua sản phẩm trong cái live stream này sẽ được giảm 10%, và nếu mua 3 hộp sẽ được giảm 20%. À, 15%, Hương xin lỗi nha. Bố ơi, mẹ live stream được bao lâu rồi nhở? Mẹ live stream mẹ chỉ nhìn trên đấy biết. Gì đấy không? Cho mẹ mượn cái iPhone của bố đâu? Đây mẹ mượn cái. Để mẹ vào mẹ xem. 44 phút rồi. 44 phút à? Thế tôi chuẩn bị dừng. Không, để mình biết để mình còn dừng live stream ấy. Live stream với tôi mọi người xem. Vô quá. Đấy chứ mẹ bảo rồi, live stream giờ này sương sớm ít người xem hơn bao nhiêu. Mọi hôm live cũng phải được gần 1.000.
Đây, chồng mình đang ra ngó xem vợ làm việc như nào. Sao mẹ chẳng nhìn thấy mọi người like chị comment nhỉ? Đây này. Chẳng nhìn thấy comment đâu. Thôi nha, à, không, hôm nay không hiểu sao hôm nay chỉ nhìn thấy kiểu mọi người xem. Vâng. Kiểu bên bố thêm bố vừa like bên kia hôm nay bị bóp tương tác kinh khủng. Sao lại thế nhỉ? Bóp dã man kể cả về comment với cả cái của bố xem. Ở bên kia thế bóp kinh khủng luôn mà. À. Mà tại bố thấy ông mẹ cứ thấy là Hoàng Anh đang xem thôi này. Không thấy mọi người comment cái gì cả. Đấy. Đấy mọi người nhớ nha, dòng sản phẩm. Chắc nó bị bóp này. Sao hôm nay không hiểu sao hôm nay ta ẩn bình luận. Sao lại thế nhỉ? Bóp dã man kể cả về con người nhỏ. Sao thế mày xem nhìn cái này thì mày thấy không? Hay mẹ ẩn nó hay là cái gì? Thế mày cầm này. Đấy thì mẹ xem cái này thì mày xem được mọi người. Ngô Thu này, anh Tuấn Hưng đẹp trai. Ai? Đây, mọi người comment đi. Khen chồng mình chắc chắn là khen cả ngày. Mọi người nhớ nha, là khi mà các bạn nằm mua sản phẩm nghệ nano trên cái livestream này của mình thì các bạn sẽ được giảm 10%, còn nếu các bạn mua combo 3 hộp thì sẽ được giảm 15% nha. Dành cho tất cả những bạn nào mua của đại lý của mình cũng được giảm, chứ không chỉ riêng là của Hương mọi người nhé. Coi như đây sẽ là một cái tri ân, một cái món quà Hương muốn gửi đến cho các bạn để các bạn sẽ cùng trải nghiệm về cái dòng sản phẩm nghệ nano này xem. Dòng sản phẩm này đã theo Hương từ có ý định từ lúc mà bắt đầu Hương biết dùng đến nghệ là từ hồi đẻ xong em Su Hào, và đến lúc mà chữa em Son là bắt đầu là đã nung náu là muốn ra dòng sản phẩm này rồi. Nhưng mà đến vì cái tính kỹ tính và cầu toàn quá nên đến tận thời điểm đẻ xong em Sâm thì mới ra mắt được. Bà con chào bà con nhà, làm gì làm nhưng mà nhớ sức khỏe. Đúng rồi, thời điểm này sức khỏe mọi là quan trọng nhất. Đối với chúng ta bây giờ tiền thì có thể kiếm được, kiếm ít đi một chút, kiếm ít đi một tí, nhưng quan mà trọng cái nhất, tinh thần quan trọng nhất là những lúc như này mình mới thấy là gọi là hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc gia đình nó mới làm cho tất cả chúng ta sẽ cảm thấy nó thực sự là ấm áp. Đúng là dịch không làm ăn được, nhưng mà ở nhà với vợ thì lại yêu vợ nhiều hơn, có thời gian chơi với các con nhiều hơn. Đấy, không có tiền, tóc cũng dài như này, dài hết cả. Mai mẹ cắt cho bố. Chết rồi. Nhiều sản phẩm quá. Sản phẩm gì nhỉ? Đây là cái chống nắng bên mình ấy bố, dùng thích lắm luôn. Sản phẩm cái này là nếu mà sắp tới mà hết dịch thì là mình sẽ sử dụng để đi đánh gôn được. Đúng rồi. Đây, nó toàn hiện chữ Tú Yến mà. Đây, đây bố thấy không? Không hiện. Thế nên là từ nãy giờ mẹ không trả lời được khách. Đấy, bây giờ mới xem. Bấm vào mới. Đấy. Tóc đẹp này, chào anh Hưng. Thôi okay. Mọi người làm việc livestream vui vẻ nhá. Chúc mọi người sức khỏe, sự bình an. Tại từ nãy giờ là Hương đang hai vợ chồng livestream đều bị bóp tương tác, không nhìn thấy, nó bị chói quá. Không, mẹ tắt đi đấy, tại vì chói quá. Không nhìn thấy mọi người comment, thế nên là nhiều khách hàng mà khi mà các bạn làm muốn hỏi về sản phẩm ấy thì Hương sẽ không thể nào trả lời được. Nhưng mà tí nữa hoặc là đến sáng mai thôi thì sẽ có một đội. Vâng. Đúng không? Bây giờ cũng tắt này, tắt là như này. Mở như này. Mở vừa này. Sáng mặt lên một chút. Vâng, tí thôi. Đấy thì trong đến sáng mai thôi thì sẽ có một đội kỹ thuật viên bên Hương, tư vấn viên. Vàng đấy nhá. Trắng thôi, để vàng thôi. Được, trắng thôi, nó ok. Đội kỹ thuật viên bên Hương sẽ vào để tư vấn cho từng khách hàng một, và cũng như là sẽ vào cái phần inbox của các bạn. Tại vì từ nãy đến giờ Hương thấy mọi người inbox rất là nhiều ở trên máy Hương, nhưng mà Hương không thể nào Hương ấn vào Hương xem được. Đó. Đây, làn da của mình đây. Đó, và đây là những cái gì mà Hương cố gắng nhất và chăm sóc nhất, chứ không phải là tự nhiên mà được đâu mọi người ạ. Mà đó phải là thời gian biết uống nghệ từ năm 2014 cho đến tận bây giờ, và cả nghệ, cả collagen. Hồi xưa chưa có sản phẩm của bên mình ấy thì mình phải tự mua dòng sản phẩm. Đó là mua nghệ, là nghệ nano. Đợt đầu chưa có nghệ nano và mua cái tinh bột nghệ ấy. Trời ơi, uống nóng lắm. Mà khi uống mùi rất là khó chịu, mùi rất là ngái. Rồi là mua cái sản phẩm collagen ở ngoài,
mua cái dòng sản phẩm collagen ở ngoài đó, thế thì làm kết hợp vào để uống. Nhưng mà đến bây giờ ấy, khi mà Hương đã biết đến các cái công nghệ ấy, thì mình đã sao cho ra mắt dòng sản phẩm, thì đầu tiên sẽ là phục vụ cho cái nhu cầu của mình đã. Cái nhu cầu của mình đó chính là bà mẹ ba con cần một cái sức khỏe, vừa sắc đẹp vừa có sức khỏe. Thì sau đó thì Hương đã cho ra mắt cái dòng sản phẩm này. Và dòng sản phẩm này đó là những cái gì mà Hương cảm thấy là với chị em phụ nữ đẻ nhiều và muốn làm đẹp thì Hương đúc kết lại trong cái dòng sản phẩm này. Đó, thế thì như là một cái món quà muốn tri ân đến cho các bạn, thì sẽ tặng quà các bạn và sẽ được giảm giá trong cái live stream này. Nghĩa là các bạn mua một hộp sẽ được giảm là 10%, còn nếu các bạn mua combo 3 hộp sẽ được giảm 15%. Mà một cái hộp này cũng rất là rẻ mọi người nhá, có 450.000 mà 30 gói ở trong, nghĩa là các bạn có thể dùng được, nếu mà ví dụ như Hương thì Hương dùng 2 gói một ngày, còn một số bạn thì các bạn chỉ dùng một gói một ngày thôi, thì một hộp đã được dùng đến một tháng nếu mà những bạn mà dùng ít ấy. Còn nếu như Hương thì tại vì là Hương làm thích cái dòng sản phẩm này quá, vì cái nghệ, và đối với Hương là nghệ và collagen là hai cái rất là thiết yếu trong cái công việc của Hương và trong cái công việc chăm sóc sức khỏe và cách làm đẹp, nên là đối với Hương thì Hương thấy Hương muốn là phải chăm sóc kỹ hơn, nên là Hương sẽ dùng 2 gói một ngày đó. Thì đến nay đã là Hương đã live stream là 1 tiếng rồi, thì chắc là sẽ sắp dừng live stream. Thì Hương sẽ xin công bố hai cái số may mắn cuối cùng để dành cho 10 bạn được tặng một hộp nghệ mọi người nha. Và sau cái live stream này, sau cái số kết thúc mà Hương kết thúc này, thì các bạn sẽ, khi các bạn comment thì sẽ không còn cái giá trị nữa. Và tất cả các bạn mua sản phẩm cũng thế, sau khi mà Hương kết thúc live stream này thì sẽ không còn cái phần giảm giá cho các bạn nữa các bạn nhá. Nghĩa là các bạn sẽ phải trở lại với cái giá nghệ, nếu các bạn muốn mua thì cái giá nghệ đó sẽ trở lại là 450.000 một hộp, và các bạn có mua bao nhiêu hộp thì vẫn sẽ là 450.000 một hộp. Còn nếu các bạn mua và chụp lại lúc mà các bạn sẽ comment trong cái status này của Hương này, trong cái live stream này của Hương, và các bạn gửi lại cho mình này, thì các bạn sẽ được giảm giá, phải trên cái live stream này của mình nhé mọi người nhá, thì sẽ được giảm giá là 10% và gì nhỉ, và 15%. Đây, thì Hương xin được công bố số may mắn là số hôm nay là số 57 nha. Mọi người nhìn thấy chưa, 57 nè, 57 nha. Và đến bây giờ sẽ là kết thúc nha, kết thúc live stream này. Hương sẽ viết chữ kết thúc live stream này, để cho những bạn nào mà comment sau cái comment này của Hương ấy, thì các bạn sẽ không được giảm giá nữa và cũng sẽ không được tặng quà nữa. Và xin chúc mừng cho những bạn nào mà là đúng số 57 nha, các bạn sẽ được ship đến tận nhà một hộp nghệ để các bạn sẽ cùng trải nghiệm, 10 bạn may mắn nhất nha. Và những bạn nào mà vừa mua sản phẩm nghệ của Hương trên cái live stream này thì Hương nhắc lại là sẽ được giảm 10% và 15%. Xin chúc mừng mọi người nha. Và xin gửi một lời tri ân, cảm ơn tất cả mọi người vì đã bớt chút thời gian để share, theo dõi live stream này của Hương. Hương xin chân thành cảm ơn và mong rằng sẽ có nhiều buổi live stream này để gửi đến các bạn những cái món quà mà Hương muốn dành cho các bạn, là một này. Cái thứ hai là những cái cách làm đẹp, những cái cách Hương chia sẻ với các bạn về cách làm đẹp. Đó, xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.